Thưa quý vị, những ngày gần đây, nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam, xuất hiện tình trạng xăng dầu bán lẻ bị gián đoạn. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, trong 2 ngày 10 và 11 tháng 10, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng ngừng hoạt động hoặc bán với số lượng hạn chế do thiếu hàng cục bộ. Tại cửa hàng xăng dầu Hoàng Thiện thuộc phường Phước Nguyên và cửa hàng xăng dầu Phước Lộc thuộc phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, từ chiều qua 10 tháng 10 cho đến sáng nay đã ngừng bán do hết hàng. Đến 13 giờ chiều 11 tháng 10, hai cây xăng này mới được cung cấp khoảng 4.000 lít xăng RON 95 và tiếp tục kinh doanh trở lại. Nói chung thì hôm qua là trong thời gian mà chờ đợi hàng thì cửa hàng tôi có thể là ngưng được mấy tiếng hồ, nhưng mà sau khi đó tôi đã đến được hàng rồi. Từ ngày tôi làm xăng dầu này là hơn 20 năm rồi, chưa bao giờ đóng cửa, mới có đợt vừa rồi là ngưng mấy tiếng hồ thôi. Rồi mình mới hết hồi sáng. Sáng nay cơ bản thì quản lý thị trường có tới kiểm tra bồn, tại vì có nhiều cửa hàng cũng đóng cửa, lượng khách tăng đột biến. Do tình hình đột biến vậy là mình cũng có báo về công ty tình hình vậy, để công ty có chính sách đặt hàng với bên đầu mối. Sau 3 tiếng ngưng bán vì hết hàng, cửa hàng xăng dầu Nhà Bè 2 thuộc xã Long Tân, huyện Đất Đỏ cũng được tiếp ứng hơn 2.000 lít xăng. Tuy nhiên, do số lượng hàng nhập về quá ít nên cửa hàng chỉ bán hạn chế cho từng khách hàng, mức từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng trên một người. Nâu nâu thì cũng bị một chút, gọi là nó chỉ mấy tiếng xe chưa về kịp, nâu nâu thôi. Thế nhưng mà trong cái giai đoạn này nó rất là khó khăn, đấy là hàng nó rất là khan hiếm, lấy ở trên đầu mối cũng không lấy được. Đấy là mình như hôm qua là hết xăng cả một buổi sáng. Đấy xong là đến chiều xe mới lại về kịp được mấy khối, không có rồi mà đấy. Thì bây giờ nguồn cung ứng ở trên nó cũng rất là đang khó khăn. Đấy rất là đang khó khăn, đâm ra là cửa hàng mình hẳn phải bán cầm chừng. Bán hết xăng được cửa hàng xăng dầu Long Phước thuộc xã Long Phước, thành phố Bà Rịa treo lên 2 ngày nay. Hiện cửa hàng chỉ còn duy nhất một trụ dầu DO hoạt động. Bởi vì là đầu máu, bộ máu nó hết xăng. Bây giờ ở đây vẫn cũng mua về nhập bán cho phục vụ cho bà con, mà mình cũng không biết ở chảnh là nó hết hay không, mình không biết, mình thử ra là nó không cung cấp cho mình, thì mình thử ra mình đây không có xăng bán, mình biết vậy thôi. Nhiều cửa hàng xăng dầu tạm ngừng hoạt động hoặc bán nhỏ giọt, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người tiêu dùng. Mà xe thì cũng bán đồ gì nè, mà hết xăng, nửa chừng nên đây mua. Dạ, mua cái xăng đang đổ vô chiếc xe kia. Chiếc xe kia đang hết xăng nửa chừng á. Em đi này, hết xăng. Rồi lại tới kia cũng hết xăng, nhóc hết trơn. Ngày hôm qua thì tôi cũng có đi đổ, nhưng mà cũng phải ship hàng tới lượt, chứ không có mà ai vô là cũng đổ được hết. Có, cũng vẫn có cây là đóng cửa, nói là hết xăng. Nếu mà cái tình trạng như thế này thì có nhiều người ta lỡ mà hết xăng dọc đường thì chắc có lẽ là phải đẩy bộ thôi. Nói chung là ngày hôm nay thì quẹo vô, tới chỗ kia thì thấy là hết xăng, nhưng mà tới đây thì cũng may mắn là đổ được. Tôi bị ba cây xăng rồi, bị hết xăng. Đây là một cái điều rất bức xúc đối với tôi. Lý do tại sao mà xăng lại khan hiếm như thế này? Đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu chủ yếu xảy ra ở các cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp tư nhân. Còn tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc doanh nghiệp nhà nước, điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu, Petrolimex, việc cung ứng xăng dầu vẫn đảm bảo. Cái tình hình kinh doanh xăng dầu của chúng tôi thì vẫn ổn định. Và bên cái hệ thống Petrolimex của chúng tôi thì được cái nguồn hàng tương đối ổn định. Từ đầu năm giờ chưa xảy ra cái hiện tượng đứt gãy nguồn bao giờ. Lý giải của nhiều chủ cửa hàng xăng dầu bán lẻ, chính sách chiết khấu hoa hồng thấp, các cửa hàng xăng dầu không đủ bù chi phí, càng bán càng lỗ. Thực tế, mức hoa hồng do các doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp bán lẻ, hệ thống đại lý tự thỏa thuận theo hướng khi giá giảm thì tăng mức chiết khấu hoa hồng lên để tăng lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm, giá dầu thô thế giới tăng cao lúc nhập, sau đó lại giảm sâu, nên để tránh thua lỗ, doanh nghiệp nhập khẩu càng siết chặt mức hoa hồng, chiết khấu, có thời điểm bằng không. Tình trạng đóng cửa cục bộ của nhiều cửa hàng xăng dầu bán lẻ vì vậy khó tránh khỏi. Tại thành phố Vũng Tàu, trong sáng 11 tháng 10, cây xăng của công ty cổ phần vật tư thiết bị Vũng Tàu đối diện khu công nghiệp Đông Xuyên
Sau khoảng 1 tiếng thông báo hết xăng A95 thì đến 10 giờ, cây xăng này đã được xe chuyên dụng bơm xăng hoạt động trở lại bình thường. Do là không nhập hàng về kịp nên là cũng bị thiếu hàng, sáng nay mất khoảng 1 tiếng. Từ hôm qua đến nay các cây xăng đổ rất đông, xe em đổ một lần 38 lít. Bình thường thì khách ở đây cây xăng thì là 3-4 người bán, mà bữa nay thấy một người bán thì hơi đông, chờ gần 20 phút rồi. Nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu trong buổi sáng 11 tháng 10 cũng đông nghẹt người chờ đợi để mua xăng. Tại cây xăng ở số 379 đường 2 tháng 9, phường Nguyễn An Ninh, cây xăng ở số 205 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3 và cây xăng số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, trung bình mỗi khách hàng phải chờ ít nhất 15 phút mới được đổ xăng. Bởi lý do, những cây xăng này dù có đến 4 trạm bơm nhưng chỉ cho hoạt động 1 trạm với một nhân viên duy nhất. Động thái này cho thấy, trước nhu cầu tăng đột biến, nhiều cửa hàng xăng dầu đã tìm cách giới hạn bán xăng cho khách hàng. Đến chiều 11 tháng 10, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng tăng. Xăng E5 tăng 560 đồng một lít, giá bán là 21.290 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 560 đồng một lít, giá bán là 22.000 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng mạnh đến 1.960 đồng một lít, với giá bán là 24.180 đồng một lít. Giá dầu hỏa cũng tăng thêm 1.140 đồng, giá bán là 22.820 đồng. Riêng dầu mazut giữ nguyên, giá bán là 14.090 đồng một ký. Khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng trở lại trong chiều nay, tại các cây xăng đã không còn cảnh người dân chen chúc chờ đợi để được đổ xăng. Và dự báo với giá xăng dầu được điều chỉnh tăng lên, doanh nghiệp sẽ tăng biên độ lợi nhuận. Bán lẻ xăng dầu theo đó cũng sẽ sớm thông suốt trở lại.